có con khỉ này các anh chị các bạn. Đó, đó, đó. Khỉ này là khỉ loại gì nè, nó dữ lắm nè. Nó hả cái miệng nè, cái con khỉ đó nè. Vậy nó la nhiều lắm phải không? Có cái họng nó kìa. Đó, con này nó dữ lắm đúng không? Cây kìa. Đang há lá cây nó ăn nè. Ok, thôi đi tiếp. Hai con đang ngồi ăn lá cây. Cái sung này, cái sung này là trái ăn ngon lắm nè. Nè. Sung này ăn ngon lắm nha các anh chị các bạn. Ở trên tiệm mấy cô bạn cũng hay hái cho mình ăn lắm. Mà ở trong Costco nó bán cũng mắc lắm mà nghe. Nó rất là ngọt luôn á. Sung nó mà nó chín nó ngọt lắm. Ở đây nó trồng mấy cây trúc đẹp quá. Đi tiếp. Đi tiếp. Các chị các bạn ơi, chui vô ổ chim nè, cái này cái ổ chim dễ thương quá nè. Đi nóng quá giờ chui vô ổ chim. Chui vô ổ chim trốn. Ổ chim dễ thương quá. Chui qua cái cây với cái hàng nè. Đây là cái gốc cây. Ồ, không phải là xi măng. Này là con gì trong đây? Ủa vậy hả? Cá sấu nhỏ hả? Không thấy gì hết. Ok thôi đi. Nó ngủ rồi. Yeah, đâu? Con ếch màu vàng nè. Ồ, ếch màu vàng nhỏ xíu. Oh, this one green too. Right here. Đi. Trời ngoài bữa nay nhiệt độ nắng lắm các anh chị các bạn ơi. May là đi vô đây nó có cây á. Nó có cây mát á. Con đi đâu mất rồi. Nắng quá mấy con này nó trốn hết rồi. Ở đây có cái vườn trúc đẹp quá. Vườn trúc này có cái gì đây? A forest tree. Ồ, những cái cây này là lâu năm. Đây nó có cái gì? Con mèo hả? Ồ, jaguar là con báo. Con báo. Ngủ rồi. Nó trốn đi đâu mất tiêu rồi. Where did it go? Cái này là chỗ này là mấy con báo này, con báo này nó ở nè. Đó, con này là... Giờ sẽ đi tiếp. Đi một vòng nữa nha các anh chị các bạn. Ở đây cũng mát. Nó trời nó nóng nhưng mà có cây mát. Có cây á, bóng cây cho nên nó hơi mát. Hai con vẹt. Ôi màu đẹp quá. Cái đầu nó màu cam. Cái đuôi nó màu cam. Con này là con đại bàng luôn á, nghe chưa? Đẹp với sao chưa? Con bự chưa? Nó đang nhìn qua bên kia, nó không thèm nhìn bên đây. Con này con gì? Nè, mình sẽ thấy con đại bàng rồi, nó nhìn đó. Đây nè, cái mặt của nó nè. Đây, con chim đại bàng hồi nãy mình thấy nè. Ừ, cái mặt của nó. Ôi, nó bự chưa? Bự với sao chưa? Con mà nó ăn kiến. Có cái mỏ dài dài, nó đục kiến đang nè, các bạn. Mà không biết nó trốn đi đâu rồi, không có thấy nó. Ô, khỉ kìa. Con khỉ nè. Đó, nó dữ chưa? Khỉ đen thùi à. Khỉ này là khỉ dữ đó, phải không? Ồ, khỉ này là khỉ sóc rồi các bạn. Nó nhỏ xíu à. À, nó nhỏ nhỏ, cái mặt nó giống như con sóc vậy. Kêu là khỉ sóc. Đây là con cú mèo. Nó đang quay qua nè anh chị các bạn. Đó, nó đang thùi, nó đang đứng ở đây nè. Và nó quay cái mặt qua bên kia rồi. Mình không nhìn thấy cái mặt của nó. Con này là con gì anh? Nó để chữ vua gì, con đại bàng hả? Ghê vậy, cái mỏ của nó nè. Nè. Trời ơi, cái mỏ nó ghê chưa. Đây nè, đó, nó đây nè. Đó là cái hình thôi, còn cái thiệt đây nè. Con thiệt nó đây. Đó. Cái đầu của nó, cái mỏ của nó có màu nó ghê chưa. Nó giữ nó mổ một cái là ghê. Chú heo rừng đây đang ngủ. Đang ngủ ngon lành quá. Wow. Nó có cái chuồng dễ thương quá, mát mẻ quá mà. Bên đây là cái gì đây? Chuồng này chuồng con gì không biết nữa. À, rùa hả? Không phải, phải rùa không? À đúng rồi, rùa nè. Rùa. Wow, con rùa nó bự quá nè. Trời ơi, anh con rùa bự sợ anh. Trời ơi, nó to đùng luôn rồi nè. Wow. Ai đâu. Nó nằm như khúc gỗ vậy. Nó nằm như cái cục đá luôn á. Bên đây một con nữa nè. Bên đây hai con luôn chứ. Hai con nó nằm nó bơi nè. Bự quá anh chị các bạn. Nó nằm như cái cục đá luôn á. Đó, bắt đầu cái đầu nó mới ngo ngoe nè. Ở vậy rùa mà cái mai nó nặng như vậy mà nó bò không chậm cũng uổng.
nặng nề quá ha. Đây là chuồng nai, mấy con nai nè, mấy con nai, chuồng của con nai, nhưng mà không thấy nai đâu hết á, cho nó trốn đi đâu các chị các bạn ơi, nó trốn đi đâu rồi, không thấy nó đâu hết. Bây giờ mình sẽ đi tiếp, đi ra đây hơi bị nắng, không thấy nai đâu hết. Đây chuồng chim, đi tiếp. Trời này mà mát mát đi cũng đã lắm chị các bạn. Hôm nay nó hơi nóng một chút, nhưng mà đi con đường này nó mát quá. À, mấy bụi tre, bụi trúc họ trồng đẹp quá. Cây cây lớn rất là mát luôn. Đi lên cái cầu. Trời nắng á, đi hơi mệt đó chị các bạn. Nó nắng quá đó, cho nên nó hơi bị nóng. Nhưng mà nhờ có mấy cái cây nó mát á, đi nãy giờ cũng hơi mệt rồi, đổ mồ hôi. Đây là con cọp. Ồ, đây là chuồng cọp. Chuồng cọp này các bạn, nó đang đi kìa. Nóng quá nó ngồi cũng không yên nữa, nó phải đi tới đi luôn. Cọp bự quá. Đó là chuồng gấu, con gấu gấu đen á, nhưng mà giờ nó nắng quá nó trốn trong hang các chị các bạn. Trốn mất tiêu rồi. Đây chuồng này, con này con gì đây? Con chim là nổi đó. Chim hả? Chim gì á? Ồ chim gì cái đầu lạ quá nè. Ồ giống như con công này. Đây thấy rồi. Nè. Nó chạy mất tiêu rồi. Nó thấy người đông quá nó trốn rồi. Rồi nó bay mất rồi. Con này con gì nè mà nó đi đâu mất rồi? À cái chuồng của nó rộng vậy hả? Ồ đi vô đây có cây mát quá. Đi đây cây gì nè, con gì nữa đây. Ồ chỗ này chỗ cho mấy em bé chơi thôi. Ờ đây nè, đi đây là chỗ chơi cho mấy em bé thôi. Con gì trong đây nè, chỗ này mát quá nè. Ồ chuồng này chuồng gì đây, chuồng gì dưới này nè, không thấy có con gì dưới đây hết, không biết nữa con gì nữa. Ồ đây là con khỉ đỏ, hai con luôn nè, đỏ chỉ biết đỏ. Ừ. Nó ngồi kìa, giống người ta dễ sợ chứ, ngồi suy tư kìa. Ngồi đi cái biển gì qua đó, ngồi suy nghĩ về nước Mỹ. Suy nghĩ buồn quá, con này nó buồn quá, nó ngồi nó suy nghĩ buồn quá, sắp sửa COVID tới nơi rồi, nó sẽ không thấy mấy em nhỏ tới thăm nó nữa, buồn hiu hắt, không ai thèm dòm ngó tới tụi nó nữa, nó sẽ buồn vô cùng. Nó nhìn nó giống người ta dễ sợ chứ, đi y như người ta vậy đó. Có cái mỏ đó kìa, dễ sợ chưa đó, biểu tượng của nước Mỹ đây, Eagle. Đây con voi này nó có nghè. Voi này voi nó có nghè rồi. Voi già rồi. Đó, con voi nó có nghè đó. Do nhà bị. Ồ, hai cái nhà nó kìa. Làm gì không? Ông lại để ông xin đồ ăn sao á. Mà ở đây có ai cho ông đồ ăn đâu. Nó lại.